vừa đính hôn xong đã phải đi quay ơn rời, Trường Giang chống chế, phải ráng đi cày để có tiền cưới vợ. Danh hài Trường Giang xuất hiện tại buổi ghi hình ơn rời cậu đây rồi, sau lễ đính hôn với Nhã Phương. Chiều 29 tháng 8, nhiều danh hài nghệ sĩ Việt cũng có mặt tại trường quay ơn rời cậu đây rồi. Đặc biệt trước thềm đám cưới, Trường Giang vẫn chăm chỉ đi ghi hình. Đây là lần đầu Trường Giang lộ diện sau lễ đính hôn tại một bãi biển ở Hội An. Danh hài cười nói, phải ráng đi cày để có tiền cưới vợ. Từ ngày công bố về lễ cưới, Trường Giang như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Tại hậu trường Âu Rời, Trường Giang liên tục chọc ghẹo Trung Dân, Xuân Bắc, Trấn Thành và Tự Long. Trường Giang trong lễ đính hôn với Nhã Phương tại Hội An. Danh hài lần đầu lộ diện sau lễ đính hôn trong buổi ghi hình Âu Rời. Không những thế, ông xã của Nhã Phương còn chăm lo hết mực cho giám khảo Hoài Linh. Trước giờ quay hình, Trường Giang luôn thăm hỏi và quan tâm để hình ảnh của đàn anh Hoài Linh thật chỉnh chu trước công chúng. Trường Giang chăm chút cho Hoài Linh. Nam danh hài vui vẻ bên các đồng nghiệp thân thiết. Vui nhất, Trường Giang cũng là người nảy ra ý kiến cùng cả trường quay theo dõi trận bóng lịch sử giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc tại vòng bán kết ASEAN 2018. Được biết, cả trường quay đã dần tiến độ 2 tiếng để các nghệ sĩ cùng quý vị khán giả theo dõi trận đấu, hòa nhịp cùng cả dân tộc ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Sau một năm ơn rời cậu đây rồi, mùa năm chính thức trở lại với tập đầu tiên, phát sóng ngày 21:15 ngày Chủ nhật 16 tháng 9. Sau nhiều đồn đoán, nghệ sĩ Hoài Linh, Trung Dân, Tự Long, Trường Giang và Trấn Thành đã lần lượt xác nhận tiếp tục cầm trịch vị trí trưởng phòng. Gây chú ý nhất trong thời gian qua chính là danh hài Trường Giang. Sau hàng loạt sóng gió, Trường Giang cuối cùng đã có cái kết tình yêu thật đẹp cùng kiều nữ điện ảnh Nhã Phương. Cặp đôi nghệ sĩ đã chính thức xác nhận sẽ kết hôn vào tháng 9. Vượt qua bao trở ngại, sau tất cả Trường Giang thành đôi cùng Nhã Phương, người mình yêu sâu nặng nhất. Danh hài Trường Giang vui mừng cho biết dù sắp lên xe hoa cùng Nhã Phương, nhưng anh không thể lãng quên vai trò của mình đã được khán giả dành nhiều tình thương trong suốt 5 năm qua. Trường Giang hài hước bày tỏ, vui chơi không quên nhiệm vụ, kính mong quý khán giả tiếp tục đón nhận tâm huyết mà các anh chị em nghệ sĩ đã cống hiến cho ơn rời. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đảm nhận vai trò hot lần thứ 5 liên tiếp. Trường Giang vui vẻ nói rằng, phải ráng đi cày để có tiền cưới vợ.